Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thổ. Quán cơm khuya bất ổn. Tập 63. Sao cô biết tôi sống ở đây? Là vợ của thầy Ly đã nói cho tôi biết. Cô Sĩ Trình nói à? Tôi liên lạc cô ấy vài lần, khi Chân Hôn của chúng ta vẫn còn nhỏ. Ba của Chân Hôn, tôi hiện tại không được khỏe. Bây giờ tôi rất tệ. Em định làm gì vậy chứ? Nếu anh chồng của anh thực sự đã bắt anh quay lại bãi đậu xe để làm việc, anh sẽ bỏ nhà ra đi thôi. Anh sẽ sống thật tốt khi rời xa anh ấy. Sẽ không có ai phàn nàn về điều đó đâu. Nhưng anh ấy lại nói là không cần chung dân nữa. Em không để điều này xảy ra. Hai chúng ta đã ở đây rồi, phải đảm bảo vị trí của mình chứ. Em định làm gì tiếp theo đây? Em có thể làm gì được nữa? Em sẽ hành động từ từ theo ý muốn. Em đang có âm mưu gì vậy chứ? Ôi, thiệt. Dạ, anh Trông Côn à. Em có chuyện này muốn nói. Có chuyện gì? Anh Trông Côn à, em thành thật xin lỗi anh. Chuyện gì vậy em dâu? Nè, em đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi chứ. Dạ không được đâu. Người làm sai như em nên quỳ gối xuống để nhận lỗi, suy nghĩ về những gì em đã làm cho tới khi được tha thứ. Được rồi, mau đứng lên đi. Em làm vậy anh rất khó xử. Dự à, em hãy mau đứng dậy đi. Đứng dậy đi mà. Sự thật là em đã bịa đặt sự thật 3 năm trước khi tụi em chọn thực đơn. Bịa đặt là sao? Em nói dối về kết quả nếm thử các món ăn. Thật ra canh thịt bò của Kim Dân Sinh lại có nhiều điểm nổi trội hơn rất nhiều. Nhưng em đã ngụy tạo kết quả để làm ra vẻ như chị dâu thắng. Nhưng mà tại sao em lại làm như vậy? Chị dâu đã gây áp lực cho em, bắt em làm như vậy. Em dâu, không phải như vậy đâu. Tại sao phải gây áp lực cho em dâu để làm cái gì chứ? Trời ơi, đó là ý tưởng của em dâu chứ không phải là của em. Của em dâu sao? Chị à, tại sao em lại đưa ra một đề nghị như vậy chứ? Để có thể đổi lấy kết quả, cô đã ép buộc tôi từ bỏ việc nhận nuôi con. Tôi không hề nói như vậy nha. Sao chị lại có thể nói điều vô lý như vậy được chứ chị dâu? Cái gì? Trời đất ơi, tôi không thể tin được chuyện này. Không thể tin được mà. Chị đã nói tôi không làm vậy, anh chồng con sẽ đuổi gia đình của tôi, thậm chí sẽ đuổi cả chung dân ra ngoài đường mà. Cho nên bây giờ mọi người đều ghi lại các cuộc nói chuyện chứ gì. Cô đang nói điều vô lý gì vậy hả? Đủ rồi, đủ rồi. Cái gì vậy? Sao hai người lại có thể cãi nhau ồn ào như vậy? Cô Minh Cơn à, cô làm tôi rất thất vọng. Em đã nói với anh rồi, là vì em bị gây áp lực. Người ta gây áp lực cho cô thì cô gây tổn hại cho gia đình của tôi à? Sao cô có thể vì bản thân mà gây hại cho chúng tôi chứ? Nếu như cô đang gặp rắc rối thì cô phải nói ra để mọi người cùng giải quyết. Nhưng anh chồng cô nè, em thật sự rất sợ chị dâu. Cô vốn dĩ không hề sợ cô ấy chút nào đâu. Còn em, mau vào trong. Em dâu à, đây có phải là điều cô muốn hay không? Bây giờ em định làm gì đây hả? Nói thật là em đã đánh giá thấp anh ấy rồi đó. Nói cho anh biết, em có gợi ý cho em dâu không? Em không có. Vậy là em dâu đưa ra lời đề nghị này và em chỉ biết làm theo thôi à? Không lẽ Minh Cơn đã làm gì để gây áp lực cho em nên em mới không còn lựa chọn? Cho dù em dâu đề nghị như vậy, em là chủ nhân của ngôi nhà này, sao phải nghe lời? Mình à? Sao? Em chỉ biết nấu ăn thôi chứ không hề biết gì cả à?
Anh cảm thấy càng ngày em còn giỏi nói dối hơn cả việc nấu ăn nữa. Em làm cho anh quá thất vọng. Mình à, anh muốn em mau chóng từ chức giám đốc. Nếu như em vẫn còn làm giám đốc thì em sẽ gây thêm nhiều chuyện. Anh sẽ giúp em bớt xấu hổ bằng cách để cho em có cơ hội tự nguyện từ chức. Em không làm được đâu. Không được à? Vậy là em muốn anh ép buộc em từ chức chứ gì? Em thật sự muốn như vậy à? Em khiến cho anh quá thất vọng. Sao em lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Mình à, Mình à, cô đang làm cái gì vậy? Bây giờ tôi không quan tâm điều gì nữa hết. Anh trong cô nói gia đình chúng tôi phải chuyển ra khỏi nhà ngay lập tức. Tôi chỉ có thể chỉ đứng nhìn thôi sao? Bộ cô không có học thức hay sao? Chị vừa nói tôi là người không có học thức hả? Trong thời khắc khủng hoảng, mọi người mới tiết lộ bộ mặt thật. Chị vừa nói tôi không có học thức. Nếu không phải như vậy thì cô là cái gì? Sao chị lại dám nói tôi là thứ hạ đẳng hả? Dù như thế nào thì tôi vẫn nghĩ cô phải hành xử như người có học chứ. Tại sao cô có thể phản bội người đã lên kế hoạch với cô? Kế hoạch đó là do cô bày ra mà. Đúng vậy đó, tôi là người không có học thức đó. Còn chị ra dáng một người có học thức lắm hả? Cái gì? Người vô học như chị mà dám đánh giá trình độ học vấn của tôi nữa sao? Cô bị cô ta phản bội cho nên bây giờ chân tay còn run rẩy đây. Vậy cô cần phải giữ bình tĩnh. Cô nhất định phải tìm cách để thoát khỏi khủng hoảng. Nghĩ lại thì chồng của cô mới là người đáng sợ nhất trong đây. Ba của Chân Hôn à, em đang bị bệnh nặng. Chú Kinh Chân, chú Kinh Chân à, sao chú lại không bật nguồn điện thoại lên vậy? Chú có khách từ Seoul đến thăm đó chú. Nơi này đúng là rất thoải mái. Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không còn chuyện gì để nói thêm với cô. Đồng nghĩa với việc tôi không muốn nghe thêm gì từ cô. Bà của Chân Hôn à, cô nói cô bị bệnh nặng là sao chứ? Nếu em nhập viện rồi thì chắc em không thể ra ngoài được. Em muốn sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa trước khi đi nhập viện, cho nên em mới nghĩ tới anh. Cô đã nói với Chân Hôn chuyện này chưa? Anh cũng đừng nói lại với nó. Bên nhà ngoại vẫn sẽ tiếp tục gửi học phí cho Chân Hôn. Nếu như sau này còn có hỏi thì lúc đó anh hãy nói sự thật. Cô nói gì chứ? Lỡ sau này khi em không còn trên cõi đời nữa, em sẽ thật lòng cầu xin anh và Chân Hôn sẽ tha thứ cho em đến giây phút em rời khỏi. Cô ấy là mẹ của Chân Hôn sao? Công nhận Chân Hôn nhìn rất giống cô ấy á. Nếu mà con có gặp Chân Hôn thì cũng đừng nói mẹ nó từng đến đây nhà. Chú sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói sự thật với nó. Dạ.
Sao tự nhiên cậu lại ngồi trong bếp chứ? Anh đôi việc anh cần làm đi ha. Cậu đang cản trở mọi người trong giờ làm việc. Nè, có cản trở hay không thì đó cũng không phải là việc của anh đâu. Tôi hỏi lại lần nữa, ngày nghỉ sắp tới có định ăn tối với tôi hay không đi? Đã xảy ra chuyện gì vậy, cô Kim Dân Sinh? Tôi chịu thôi, tôi cũng không biết là đang có chuyện gì nữa. Cô Ly Đa Chân, cô lấy giùm tôi hành lá đã cắt rồi đi. À, dạ, tôi mang đến liền đây. Nếu như mà anh vẫn định ngồi lại nữa thì tôi đi pha cà phê cho anh nha. Làm gì làm đi. Anh muốn tôi phục vụ ly cà phê gì thế nào hả? Con nghĩ là cô nên vào bếp một chuyến. Có chuyện gì à? Thằng này đi ra. Sao mẹ vậy? Nói con đi ra. Sao vậy mẹ? Đi ra chưa? Con biết rồi mà mẹ. Mau lên đi ra. Mẹ chết con lắm rồi. Con không thèm quan tâm tới sĩ diện của mẹ luôn hả? Sao con lại làm bẻ mặt mẹ trước mặt nhân viên vậy? Con là người thừa kế mà, tại sao con phải quan tâm người ta đánh giá chứ? Mẹ cấm con đến thì con đừng có đến nữa. Có nghĩa là mẹ đang sa thải con có đúng không? Sao? Được rồi, sa thải con đi. Con lại đi uống rượu ngày đêm là được chứ gì. Cái gì? Trời ơi, nhìn nó kìa. Ôi trời. Em nghĩ là anh nên để chú anh Dân làm việc tại trụ sở chính đi anh à. Sao lại gọi thằng bé về trụ sở làm việc trong khi nó muốn làm việc ở nhà hàng? Thì tại em thấy là mang tiếng là người thừa kế mà lại đi phục vụ, rồi nếu bị khách phàn nàn nữa thì còn gì bẻ mặt hơn chuyện đó nữa hả anh? Có phải là nó đã bị phàn nàn gì rồi không? Ôi dạ không đâu, không đâu, không phải như vậy đâu anh à. Nhưng mà mình cũng nên giữ thể diện cho nó vì tương lai mà. Nếu bây giờ làm mấy việc vặt thì sau này các nhân viên sẽ xem thường chú Dương, không nghe lệnh đâu anh à. Thời đại này thay đổi rất nhiều, em không cần lo đâu. Trên phim truyền hình thì những người thừa kế đều bắt đầu làm từ chức giám đốc mà. Làm giám đốc à? Em nghĩ chức vụ đó một người trẻ tuổi như vậy có thể làm được hay sao? Ơi, anh à, cho nó làm trụ sở chính đi mà. Vợ sẽ đuổi em đi nếu như để nó làm tiếp đó. Vợ em không đuổi em thì anh cũng sẽ đuổi em thôi. Nhưng mà anh à, anh tin tưởng em vì chúng ta là anh em. Nhưng em suốt ngày chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Em suýt chút nữa phá luôn nhà hàng rồi chưa đủ à? Giám đốc sao? Thừa kế sao? Em về nói với chú Dân, kêu nó làm phục vụ đi. Biết vậy không đến đâu. Tự nhiên tìm đến để nói chuyện, chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Không giải quyết được vấn đề gì hết. Anh ấy nói chú Dân an phận làm phục vụ hả? Tất cả đều là lỗi của Kim Dân Sinh đó hết. Anh hãy mau dọn cô ta ra khỏi đây giúp em đi. Nói thật thì anh cũng đã chịu thua luôn rồi. Hóa ra đây chính là lý do trong phim có cảnh đưa phong bì tiền cho nữ chính. Bộ em không thấy cô ta từ chối phong bì 100 triệu chị dâu đưa cho hả? Nhưng mà em làm gì có nhiều tiền để làm vậy chứ? Anh em mới tức nè. Những lúc này còn không có tiền để làm nữa. Anh ta thậm chí còn thô thiển hơn mình nghĩ luôn đó. Sao anh ta có thể mang ghế vào trong bếp ngồi được rồi? Cô hãy lau bồn rửa chén đi. Cô Kim Dân Sinh, ra gặp tôi chút.